mặt tiền đường nhựa khoảng gần 200 mét vuông, có thổ cư và đặc biệt nữa là có sẵn căn nhà luôn anh chị. Đó, căn nhà mình dọn là vô ở liền được luôn anh chị ha. Đó, thì giá bán của gia chủ mình đang muốn bán là khoảng là 1 tỷ đồng anh chị ha. 1 tỷ đồng cho tổng bất động sản gần 200 mét vuông, có sẵn căn nhà luôn. Vị trí ngay đây thì đi xuống biển Hồ Tràm cũng tương đối là gần anh chị, khoảng là 10 cây số thôi. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Vị trí em Điền đang đứng đây thì cũng tương đối là gần thị trấn Phước Bủ cũng như là trung tâm huyện anh chị. Đây, hướng trước mặt nè, mình đi khoảng là một cây hơn, khoảng 2 cây đi là ra ngay chỗ bệnh viện huyện Xuyên Mộc ha, và trung tâm hành chính là ngoài đó luôn anh chị ha, và chợ đêm này và chợ Bà Tô này vân vân, nói chung là tiện ích tiện nghi là nằm ngay chỗ đó hết anh chị ha. Đó, tới đây mình gặp ngã ba, mình rẽ bên tay trái mình sẽ ra tỉnh lộ 329 và mình rẽ bên tay phải mình sẽ đi thẳng ra đường quốc lộ 55 anh chị ha. Đó, nói chung là tuyến đường cũng thông thương, và hướng ngược lại đây thì mình nói chung là ở chỗ này cũng bàn cờ anh chị ha. Chạy rẽ tay phải thì mình ra tỉnh lộ 329 và rẽ tay tay trái thì mình sẽ vào khu dân cư. Đó, như chỗ này cô chú chị cũng có thể thấy ha, dân cư tương đối là đông ha, và những nhà căn nhà xung quanh đây toàn bự không anh chị ha. Đó, thì sẵn đây em đi sẽ giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản rất là gần đây ha. Tới đây mình sẽ rẽ vô một chút xíu thôi, khoảng 100 m là tới đất mình rồi ha. Mặt tiền đường nhựa khoảng gần 200 mét vuông, có thổ cư và đặc biệt nữa là có sẵn căn nhà luôn anh chị. Đó, căn nhà mình dọn là vô ở liền được luôn anh chị ha. Đó, thì giá bán của gia chủ mình đang muốn bán là khoảng là 1 tỷ đồng anh chị ha. 1 tỷ đồng cho tổng bất động sản gần 200 mét vuông, có sẵn căn nhà luôn. Vị trí ngay đây thì đi xuống biển Hồ Tràm cũng tương đối là gần anh chị, khoảng là 10 cây số thôi là đi ra tới biển Hồ Tràm rồi anh chị ha. Rồi bây giờ em Điền sẽ mời cô chú chị đi theo em Điền ha, theo chân em Điền đi vào bất động sản đó luôn anh chị ha. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi xe máy và dẫn cô chú chị đi theo luôn ha. Đây chị, mình tới đây mình gặp cái ngã tư ha, mình rẽ phải. Đó, chạy khoảng là 100 mét thôi là tới bất động sản mình rồi anh chị. Thực sự ra thì cái cung đường nhựa của mình là khoảng là 6 mét á, rộng khoảng 6 mét, nhưng mà cây cối nó mọc âm tầm, đâm ra là nó hơi lấn chiếm đường chút xíu. Nếu như mình dọn sạch sẽ đẹp đẽ thì cũng rộng anh chị, cũng thoáng anh chị ha. Ô tô nãy nhau thoải mái anh chị. Đó, thì đây anh chị ha, bây giờ em Điền đã chạy tới nơi cái bất động sản của mình rồi. Đây anh chị có thể thấy nè, mặt tiền đường trước là đường nhựa rộng khoảng là 6 mét ha. Khu dân cư xung quanh hiện hữu và đã có sử dụng là điện và nước máy ha. Và đường mình là đường thông nha anh chị nha, đường này sẽ đi thông ra lại cái đường nhựa khu dân cư ha. Nói chung là chỗ này theo kiểu là bàn cờ đó nên là thông thương anh chị. Và cách cái bất động sản mình khoảng vài chục mét thôi là có một cái tuyến đường ha, tuyến đường quy hoạch thì sẽ nối thẳng từ trung tâm hành chính, từ trung tâm hành chính đây tới đường Phước Tân Hội Bài ha. Tuyến đường đó là thông với lại đường Suối Rau anh chị. Đó, và tương lai thì bất động sản mình sẽ di chuyển về cái vấn đề tuyến đường giao thông sẽ thuận tiện hơn ha, đi ra biển cũng gần, đi ra trung tâm hành chính, trung tâm huyện cũng gần ha. Đó, và em Điền sẽ nói sơ cái phần bất động sản của mình ha. Đây, bất động sản mình đây anh chị, ngang là 5 mét ha, hiện tại đang rào sẵn rồi đó, từ giáp bên rào này qua bên này và sâu vào là 39 mét. À, và có sẵn một căn nhà nha. Và bất động sản mình thì đang có sẵn là 40 thổ cư anh chị ha. À, thì nói chung là chắc chắn là cô chú anh chị sẽ thắc mắc tại sao mà bất động sản gần 200 mét vuông mà lại có ít thổ cư như vậy. Đó, thì em Điền cũng xin được giải thích luôn ha. Thì bất động sản mình thì hồi xưa người dân người ta cũng chưa chú trọng về vấn đề thổ cư. Đó, thì tới bây giờ người ta vẫn không có lên thêm. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn lên thêm được nha. Đất của mình là đất
quy hoạch đất ở nông thôn ha, phủ hồng toàn bộ ha. Đó, nên là người ta sử dụng, người ta có bao nhiêu thổ cư người ta để cứ để im vậy thôi, người ta cũng xây dựng lên cũng thoải mái, cũng không có vấn đề gì. Đó, nếu mà cô chú chị mà mua về sử dụng thì mình có thể lên thêm thổ cư hoặc là không cần lên cũng được, để vậy cũng được, không sao anh chị ha. Đó. Rồi. Ở xã thì em Điền cũng nói rất là nhiều lần rồi về vấn đề giấy tờ về giấy phép xây dựng này kia ha. Thì bất động sản mình có thổ cư mình xây thôi, không cần giấy phép xây dựng. Đó. Và đây anh chị ha. Đó. Hồi nãy hướng này thì hồi nãy em đi chạy vô là hướng này ha. Đó. Và bây giờ em đi sẽ đi vào bất động sản mình. Hiện tại bất động sản mình thì đang rao bán 1 tỷ, nhưng mà căn kế bên này đang rao bán là 1 tỷ 350 ha. Bên này thì nhìn nó chỉnh chu hơn, nhưng mà thực sự thì chỉ là hơn được cái khúc rào với lại cái sân thôi ha, chứ cũng không có gì đặc biệt và hơn cái này. Em nghĩ là trước đây thì gia chủ này hai người hàng xóm với nhau thì xây cũng cùng lúc anh chị. Đó, chứ không phải là xây lên rồi tách ra để bán nha. Đó. Và bây giờ gia chủ mình kẹt tiền cần bán lại ha. Bên này thì 1 tỷ 350 được gọi là bán cũng rẻ rồi, nhưng mà bên này kẹt tiền hơn nữa. Đâm ra là bán 1 tỷ anh chị ha. Giá mình có thương lượng anh chị ha. Đó. Bây giờ em Điền sẽ tiến hành vào bên trong ha, bên trong cái bất động sản mình. À, dường như là gia chủ mình mới xuống đây gần đây anh chị ha, dọn dẹp lại cái bất động sản mình để rao bán được sạch sẽ hơn ha. Thì nói chung ở trong này thì đang là phòng nhà trống thôi ha, trước đó là cho thuê nhưng mà giờ không, người ta dọn đi rồi không cho thuê nữa nên cần bán. Ở trên thì mình đang làm la phong ốp ha, la phong đó. Và đây là cái đường luồng. Mình thì nhà của mình thì hiện tại đang có là 3 phòng, 2 phòng ngủ ha. Đó. 2 phòng ngủ. Và cái không gian là bếp và dưới là toilet và phòng tắm đi kèm luôn ha. Ở phía sau còn khuôn viên phía sau nữa, bây giờ em đi sẽ lui lui cái khuôn viên phía sau thì em đi sẽ ra ngoài ha. Ra ngoài quay cho cô chú chị mình có thể thấy được rõ hơn về bất động sản của mình ha. Bất động sản mình thì ranh mốc rõ ràng rồi anh chị. Nên là về vấn đề mà tranh chấp thì cô chú chị mình có thể yên tâm. Đó. Diện tích xây dựng của bất động sản này thì khoảng là 5 mét và sâu 15 anh chị. Sâu khoảng 20, 15, 20 gì đó. Từ đây xuống đây. Ranh móc của mình thì lui thẳng tới cái kẽm B40 luôn anh chị ha. Tương đối là sâu, sâu tới 39 mét anh chị ha. Cho 40 là tròn đi. Đó. Hồi nãy thì ngay cửa đây là lui phía sau, khuôn viên phía sau này, đây hố ga ha. Đó. Và sau này cũng gia chủ mình có trừa một cái khuôn viên nữa để mình có thể là trồng trọt vài cây phía sau hoặc là làm cái chỗ để đồ ha, phơi áo quần này phía sau này ha. Còn ở phía trước thì làm cái cổng rồi xe ô tô vô ra thoải mái ha. Ranh mình thì đây, tới đây ha. Đất bất động sản mình thì vuông vức anh chị, đầu năm đuôi năm ha. Đó. Khu dân cư hiện hữu anh chị. Đó. Nói chung là cái vị trí này thì như hồi nãy anh Viện cũng có nói là về biển Hồ Tràm thì khoảng là 10 cây ha, 10 km, và ra thị trấn cũng như là trung tâm huyện thì 2 km. Sài Gòn của chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi cao tốc ha. Nói chung là bây giờ đường xá hạ tầng giao thông của Việt Nam mình thì cũng tương đối là ổn rồi, nên là giao thông rất là thuận tiện để mình di chuyển ha. Cô chú anh chị có thể thấy này, dân cư này. Như kế đất đây thì chưa có dân, chưa chưa có nhà xây thôi, nhưng mà đi tới xíu nữa là nhà bên này rồi. Nhà bên này nữa. Rồi em Điền cũng xin mến chào cô chú chị và hẹn gặp lại cô chú chị vào những clip sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.